Xin chào tất cả bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Minh, là chuyên viên tư vấn kỹ thuật cây cacao của công ty Purotop Brand Play Việt Nam. Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng bà con về kỹ thuật trồng cây cacao. Để thực hiện trồng một loại cây gì thì chúng ta cũng cần xác định được những điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng, vân vân, có phù hợp với cây trồng đó hay không. Và đối với cây cacao cũng vậy, cây cacao cần phù hợp với khí hậu nhiệt đới, độ cao dưới 1000 mét so với mặt nước biển, tầng canh tác đất dày, đất giàu hữu cơ. Khi thực hiện trồng cây cacao, chúng ta cần đảm bảo về hàng cây chắn gió và cây chắn bóng cho cây cacao. Đối với hàng cây chắn bóng thì chúng ta có hai loại cây chắn bóng chính là cây chắn bóng tạm thời và cây chắn bóng vĩnh viễn. Cây chắn bóng vĩnh viễn là cây tồn tại đồng thời với cây cacao trong suốt chu kỳ sinh trưởng. Cây chắn bóng vĩnh viễn ở khu vực Tây Nguyên thì chúng tôi có là cây điều, sầu riêng, keo dầu. Và đối với khu vực miền Tây thì chúng ta có cây dừa và một số loại cây ăn trái. Nếu vườn trồng chúng ta chưa có cây chắn bóng vĩnh viễn thì chúng ta nên chuẩn bị cây chắn bóng tạm thời như hoa vàng, mắt, chuối. Những loại cây này chúng ta nên thực hiện trồng trước khi trồng cây cacao từ 2 đến 3 tháng. Hoặc chúng ta có thể sử dụng những vật liệu như bao thức ăn, lưới đen để tạo bóng che tạm thời cho cây cacao sau khi được trồng xuống đất. Nói về mật độ cacao trồng thừng phù hợp nhất từ 3,5 m x 3,5 m, hoặc 4 m x 4 m. Như vậy chúng ta có thể giảm được mức đầu tư ban đầu, giảm được công cắt tỉa sau này khi cây vào trong giai đoạn kinh doanh. Đối với cacao trồng sen thì khoảng cách giữa cây cacao và cây trồng sen tối thiểu là 3,5 m. Chúng ta chuẩn bị hố trồng có chiều rộng là 50 cm x 50 cm x 50 cm. Trong quá trình đào, chúng ta nên để tầng đất mặt riêng và tầng đất dưới ý riêng. Chúng ta chuẩn bị 50 g vôi, 5 đến 10 kg phân hữu cơ đã được ủ hôi mục, hoặc có thể là 2 đến 3 kg phân vi sinh, trộn đều với nền đất mặt, xả đất trên thành hố xuống và cho hỗn hợp đã trộn đưa lại vào trong hố trồng. Đối với khu vực miền Tây, những nơi có mực thì cấp cao, chúng ta cần lên mô để trồng cây cacao. Sau thời gian từ 15 ngày đến 1 tháng, chúng ta sử dụng thuốc trừ sâu phun trực tiếp xuống hố để phòng trừ mối cũng như các loại sừng gây hại đất, gây hại trên cây con. Tiến hành sử dụng 200 g phân lân trộn đều với đất, đưa một ít vào đáy hố trồng, sau đó dùng dao cắt đáy màu 2 cm, loại bỏ cái rễ con queo. Cắt bỏ túi bầu, đặt cây con xuống hố và lấp đất còn lại và nắng giữ chặt cho cây con. Chúng ta tiến hành phun thuốc trừ sâu thêm một lần nữa trên đất và lên cả thân cây để phòng trừ sâu hại, mối gây hại trên cây cacao. Sau đó chúng ta sử dụng những vật liệu phế phẩm thực vật có sẵn trên vườn để tủ gốc cho cây con. Chú ý trong quá trình tủ, chúng ta để cách xa gốc khoảng 10 cm. Sau đó chúng ta thực hiện tưới ẩm cho cây con, sử dụng cọc tre để cố định cây thẳng đứng, không bị gió lay. Chúng ta cần thực hiện che bóng khoảng từ 50-70% bóng tre trong giai đoạn này. Sau khi trồng từ 20 ngày đến 1 tháng, chúng ta tiến hành kiểm tra trên vườn, thực hiện trồng dầm lại đối với những cây con đã chết trên vườn. Tóm tắt lại một số lưu ý trong quá trình trồng cây cacao như sau. Đối với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, giống đạt chuẩn, mật độ cacao trồng phù hợp. Khi trồng cây cacao, chúng ta cần chú ý đến bóng che cho cây và hàng cây chắn gió cho cây cacao, cố định cây con. Video về kỹ thuật trồng cây cacao đến đây đã hết. Kính chúc bà con mình thực hiện thành công và đạt tỷ lệ sống cao. Xin cảm ơn. Purotop Brand Play Việt Nam, nâng tầm cacao Việt, phát triển vững bền.